Chào mừng anh em đã tới với Góc Arsenal. Chúc anh em một buổi sáng tốt lành. Và trước khi tới với những tin tức nóng nhất ở trong 24 giờ qua của đội bóng thân yêu, hãy like và subscribe để ủng hộ kênh anh em nhé. Sau trận thắng PSV Eindhoven trong khuôn khổ của Europa League, huấn luyện viên Mikel Arteta đang phải đối mặt với một số chỉ trích khi tiếp tục để Bukayo Saka đá chính. Rốt cuộc thì chân sút người Anh dính chấn thương và phải rời sân trước khi trận đấu khép lại. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, Arteta hoàn toàn không đồng tình với quan điểm Saka lẽ ra phải ngồi ngoài trong trận đấu này để mà bảo toàn thể lực. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: "Hãy nhìn vào những cầu thủ hàng đầu thế giới, họ đã chơi 70 trận, 3 ngày một lần và tạo ra sự khác biệt, giành chiến thắng trong trận đấu. Bạn muốn đứng đầu, bạn phải có khả năng làm được điều đó. Và nếu khiến cho một cầu thủ trẻ suy nghĩ khác đi, tôi nghĩ rằng chúng ta đang mắc một sai lầm lớn. Vì khi đó, cậu ấy sẽ nói không, tôi không muốn ra sân bây giờ, tôi sẽ không thi đấu. Tôi không muốn điều đó xảy ra, tôi muốn họ dốc sức thi đấu 3 ngày một trận. Tôi muốn họ phải gõ cửa nhà tôi và nói tôi muốn ra sân, tôi muốn thắng trận đấu này." Sau khi MU áp sát vị trí thứ tư của Chelsea, cựu tiền đạo của tuyển Anh Michael Owen đã dự đoán cục diện top 4 của ngoại hạng Anh mùa này. "Thật khó để dự đoán 4 đội dẫn đầu sau khi mùa giải năm nay khép lại. Tôi cho rằng Man City là cái tên sẽ chắc xuất trong top 4. Tôi nghĩ Chelsea có lẽ sẽ lọt vào top 4 đội dẫn đầu. Arsenal cũng vậy. Suốt cuối cùng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Liverpool, Tottenham và Manchester United. Về Tottenham, họ đang có một vị trí tốt. Họ được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm như là Conte. MU đã chơi thực sự tốt trong những trận đấu lớn. Họ đã đánh bại Liverpool, Arsenal và mới nhất là Tottenham. Với một số tiền khổng lồ đã chi ra ở hè 2022, người hâm mộ của họ rất kỳ vọng một đội bóng sẽ lọt top 4, có đó quay trở lại Champions League. Tuy nhiên tôi cho rằng Liverpool sẽ là cái tên cuối cùng vào top 4. Họ hiện đang kém đội đầu bảng Arsenal một khoảng cách khá lớn. Nhưng Liverpool có những cầu thủ hàng đầu, họ có tài năng và kinh nghiệm, họ còn được dẫn dắt bởi Klopp. Liverpool được đánh giá cao về khả năng vượt khó, và tôi nghĩ Tottenham và Manchester United sẽ nằm ngoài top 4. Ký giả Fabrizio Romano tiết lộ, Arsenal sẽ bước vào kỳ chuyển nhượng mùa đông với hai mục tiêu quan trọng nhất là củng cố lại vị trí tiền vệ trung tâm và tiền đạo cánh. Đồng thời, Romano cũng khẳng định, đội bóng chủ sân Emirates đã dành một sự quan tâm đặc biệt tới Mikhail Muric, tài năng trẻ thuộc biên chế của Sparta Donetsk. Arsenal đã đề cập tới những vị trí thích hợp, đó sẽ là một tiền vệ trung tâm và tiền đạo cánh. Arsenal hiện tại đang tìm kiếm những cầu thủ mà họ tin tưởng, tương tự như Liverpool. Đây là chiến lược tốt nhất cho một câu lạc bộ hàng đầu. Không dễ để tìm ra cầu thủ phù hợp trong tháng 1. Tôi được tiết lộ rằng chưa có cuộc đàm phán nâng cao, nhưng tôi sẽ đề cập tới một tiền vệ và một cầu thủ chạy cánh. Mikhail Muric tới từ Sparta Donetsk là một cầu thủ mà họ thực sự đánh giá cao, và tôi chắc chắn rằng họ đang để mắt tới cậu ấy. Nhưng thương vụ này còn tùy thuộc vào mức phí. Theo quan điểm tới từ Kevin Campbell, nếu muốn tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên thì Lokonga nên rời khỏi Emirates. Hiện tại thì sao chàng người Bỉ sẽ khó cối cơ hội đá chính trong bối cảnh Saka vẫn đang bùng nổ. Trao đổi với Football Insider, cựu cầu thủ của Arsenal nhận định: "Điều đó có khả năng xảy ra. Lokonga có thể muốn rời đi. Chìa khóa của mọi thứ là sự phù hợp. Nếu Lokonga muốn đá chính thì cậu ấy phải rời Arsenal. Vì lúc này cậu ấy không có mặt trong đội xuất phát. Dù vậy bây giờ Lokonga chỉ là một cầu thủ trẻ. Vấn đề quan trọng là trở thành một thành viên chủ chốt của đội và tiếp tục cải thiện. Nghe này, Granit Xhaka đang đạt tới những đẳng cấp mà chúng ta chưa từng thấy. Nếu Xhaka đạt được những đẳng cấp đó, thì những cầu thủ trẻ hơn cũng phải tiến tới đẳng cấp của cậu ấy." Granit Xhaka đã bị các cổ động viên Arsenal la ó trong một trận đấu tại Premier League trước Crystal Palace vào thời điểm năm 2019. Ở thời điểm đó, tưởng chừng như Xhaka không còn cơ hội để làm lại từ đầu khi mà đã bị các cổ động viên ghét bỏ. Tuy nhiên, cầu thủ 30 tuổi đã nói chuyện với huấn luyện viên Arteta và quyết định ở lại. Bây giờ thì Xhaka đang là một trong những trụ cột quan trọng nhất của Arsenal và được các cổ động viên yêu mến. Chia sẻ về pha đáp trả cổ động viên Arsenal nổi tiếng, Xhaka nói: "Dĩ nhiên là sau đó tôi chỉ có một lựa chọn, đó là rời đi, bởi vì tình hình quá sức chịu đựng của tôi. Những người ủng hộ tôi trong 3 năm đầu, họ cũng không còn ở cạnh tôi. Làm sao để tôi đối phó với hoàn cảnh đó? Khi đó tôi rất mạnh mẽ. Tôi không muốn trở lại rồi cảm nhận nỗi đau tương tự như trước, nhưng tôi rất mạnh mẽ. Tôi đã rất cần việc ra đi, tôi chỉ cần phải thu dọn đồ đạc và rời đi. Arteta là người đã chặn tôi lại. Tôi đã có một cuộc đối thoại tốt với ông ấy. Tôi chưa bao giờ gặp ông ấy trước đó. Tôi nói chuyện với ông ấy từ cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi rằng tôi muốn ra đi. Không phải tôi có thành kiến gì với ông ấy, mà câu chuyện xảy ra ở đó khiến tôi không thể chơi trong món đó thêm một lần nào nữa."
Chia sẻ sau thắng lợi 1-0 trước PSV, hậu vệ Kieran Tierney cho rằng Arsenal đáng lẽ có thể đánh bại đối phương một cách đậm đà hơn. Tôi nghĩ rằng Arsenal lẽ ra đã có 2 hoặc 3 bàn thắng và điều đó sẽ khiến chúng tôi thoải mái hơn rất nhiều trong 5 phút cuối cùng. Chúng tôi không bao giờ hoảng sợ khi đội không ghi bàn. Đây là điều rất tốt và chúng tôi vẫn thoải mái cho tới cuối trận. Chúng tôi muốn ghi nhiều bàn thắng hơn nữa. Nhưng điều quan trọng là cứ làm tốt ở hàng thủ, bạn sẽ biết ai đó trong đội sẽ chớp lấy thời cơ và ghi bàn. Trên thực tế ở trận này, phía Arsenal đã tạo ra thế trận áp đảo, nhưng các chân sút của họ đã không tận dụng tốt các cơ hội, phần vì thủ môn đối phương đã chơi quá xuất sắc. Với việc có mặt ở trận thắng PSV, đây cũng là trận đấu đánh dấu cột mốc ra sân lần thứ 100 của pháo thủ của Kieran Tierney, và cầu thủ này đã hào hứng nói thêm: "Tôi rất tự hào, tôi cũng không biết tới điều đó khi vào trận. Sau trận đấu, một vài người đã nói với tôi và tôi đã nhận được một vài tin nhắn. Vâng, đó là một thành tích tuyệt vời. Tôi rất tự hào và tôi biết ơn vì những cơ hội mà tôi đã được trao. Tôi đã trải qua rất nhiều thứ, thế giới cũng trải qua rất nhiều thứ kể từ lần đầu tiên chơi cho Arsenal. Nhưng thật tốt, tôi vẫn đang tận hưởng nó." Và vừa rồi là tất cả những thông tin nóng nhất của đội bóng thân yêu ở trong 24 giờ qua. Nếu thấy video này hay thì anh em đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.